บ้านบ้านថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាបន្តិចអំពីរោគស្ត្រីឬក៏បញ្ហាស្បូនដែលស្ត្រីជួបប្រទះបាន ຈົ່ງສະບົນຂອງສະໄຕມີ3ຈຸດຫນາຍມີ3ຫນາຍສໍາຄັນຫນາຍຂ້າງເລືອກຈົ່ງຢຸມດີໃນຈຸດຫນຶ່ງປົກວຽນນັ້ນຄືຊິຈະຖ້າຈະຫນາຍໄດສະບົນບາດໄດສະບົນນີ້ຄືມີຕົວນິຕິໃນក្នុងການຜະລັດຊິເມຍຊີວິດນີ້ຖ້າຜະລັດໂຕຊິກົນສອງໂປງຫຼືກໍໂອເວີຈັ່ງບາດບາດນັ້ນໄດຊີວິດໄດສະບົນຂອງສະໄຕນັ້ນຄືມີສອງຂ້າງມີສະດຳນັ້ນຢູ່ຊ່ວຍ ក្រោយពីដៃស្បូនមកគឺដល់តួស្បូនដែលមានតួនីតិជាអ្នកស្តុកពីរោគក្រោយពីការបង្កកំណត់រួចបាទនឹងចុងក្រោយបំផុតគឺមាត់ស្បូនដែលជាសរីរាង្គសម្រាប់ទទួលយកនៅមេជីវិតឈ្មោលសម្រាប់ការបង្កកំណត់បាទលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងស្បូនរបស់ស្ត្រីជាទូទៅជំហរហើយស្ត្រីប្រមាណជាជាង 70%នៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងណាបាទលោកគ្រូប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ធ្លាក់មុនមករដូវទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្លាក់សរឬក្រោយមករដូវទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ធ្លាក់សររហូតជាងទៅបាទបញ្ជាក់ថាថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃក៏ធ្លាក់សរឬក៏ពេលណាក៏ពេលដែលគាត់ធ្លាក់សរដែរបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការធ្លាក់សររបស់ស្ត្រីមិនបញ្ជាក់
bạn xâm lấy ở nhà máy đúng không bạn chẳng đập bên nào để qua prapra xâm lấy ở nhà máy đại viên mình là ở bố cứ chưa xâm lấy ở nhà máy để miên ở cho trên chùa bạn lục bạn đặt xâm lấy ở nhà máy để miên cho trên chùa cứ thưa ở môn robot sợi dây hấp hái chập đau rồi liền lẽ sọ nó cứ chia cả ta tìm muối để thưa ở sợi dây miên bằng nhà sâm bùn bạn lục bạn chẳng riêng rồi bên từ tinh xâm lấy ở nhà máy rứa con đập bên nào để môn prapra xâm lấy ở nhà máy Tại đại khát trở thành hai xung lệ là mấy nước dùng một phòng sân. Hai phần sân một phòng tới khuyên ta ăn miếng cho trên chỗ, sẽ trở thành bỏ xung lệ là mấy nước cháu. Hai phần sân mà sẽ trở thành bỏ cháu thế, sẽ trở thành thuốc nạc luôn này. Bà lực rùi mạng. Bà sân thì có ăn bỏ xung lệ là mấy đại quật ở phòng tới hai nước ăn miếng cho trên cháu thế, có ăn miếng bảnh hạc luôn này. Bà. Ủa cái nông số 4 rồi bỏ sợ tay nó bị miên mê rốt bị bập hền. Thì hãy thật bởi dưng dễ biến thăm mê rốt bởi vì nguồn định bởi nế. Bà là cổ bản. Bị bác tử đi bị bập hền. Bà. Cứ bác tử đi để trời cao chó. Để cái bác tử đi chìm sao bỏ tê tha aerobic bác tử đi. Nâng bác tử đi đại mặt trời cao chó. Cái bác tử tha anaerobic bác tử đi. Bà là cổ. Chẳng bác tử đi từng bị bập hền là miên nông số 4 rồi bỏ sợ tay nó bị tâm miên to dạp hiếp khí. Bà. Nếu bác tử đi mê ở bác tử đi đại viên tơ cao chó vì ngóp. Bác tử đi đại trời cao chó vì chủ đủ. Bạn chẳng bạn thì để ở trời cao cho nó bị góp bạn thì để trời cao cho nó bị chủng đục chẳng bật tay được bên nào đại bạn thì để trời cao cho nó bị chủng đục bạn chưa đó sợ trời ở miền bảy hà rồi liễu số bốn là so thì bạn bật tay được bên nào đại bạn thì nữa vì vì à cọ nó bị chán bạn đây thà ở trời cao cho nó bị than lá vì vừa ở sợ trời số bốn nó miền bảy hà ở thẹn so được cái gì hay là hấp rồi liễu này hay thẹn so mà bạn cứ bạn chả nó cứ chỉ cần ta tìm mũi đại sợ trời từ vô đó ở pi ca prapra sầm lấy làm mày bạn nói xem lấy anh máy đại sự trai từ prapra nu mẹ sự đó sự trai xem lấy anh máy ấy có từ từ chết từ tinh cho máu đấy mẹ nè bạn ông ôn sự trai từ đăng tha xem lấy anh máy khác ắt phải lật pi cái đại thế bạn xem lấy anh máy mình mẹ chia robot đại phải lật pi xem lấy đi từng cầm vô được cái ta xem lấy anh máy từ phải lật pi xem lấy mẹ nè bạn cho cái phải lật pi ấy cái vinh của xem lấy anh máy mẹ được nhà khác ha nhà lớp test mò phải lật pi ấy test mò vừa vừa bị mò mẹ nè bạn thôi bị mò nhà chưa thôi bị chờ cho tiệt tật thôi do chờ thôi là tật mến tiệt tật thôi bị tật đấy mà chẳng ấy chẳng mến bạn đây ta chưa mua sầm lấy nào máy nó tay vừa pi sầm lấy đấy mà nè bạn sầm lấy nào máy cái vừa pi cả đá thay đá đây phải lấy sầm lấy nào máy nè prosen bao sầm lấy nào máy bị miên con được phiêu cả đá nó cứ chỉ cả đá đây là ó đá để so để dưỡng mà toàn prapra dưỡng mà toàn ní nó kêu vô từ phải lấy chỉ sầm lấy nào máy bạn tại prosen ba sầm lấy nào máy đúng chỉ sầm lấy nào máy để miên con được tiếp là miên làm lại tháo để ăn kê phải lấy pi cả đá để prapra hơi bạn cả đá ít chai để kê prapra hơi kêu vô từ đó đặt chlorin tới chung cả kêu vay chỉ mùi nên bromin tới chung cả kêu vay chỉ mùi nên iodin tới miên vua cả đá nó so bạn cho nó pe cả đá nó so và thay vì miên kim miên là nó ngay nhưng nó pen nó đã sợi dây còn dốc à sầm lấy nào máy để miên kim miên nhưng mà prá à sao tiếc kim miên nó bị chìm chốt trong sầu bồn bỏ sợi dây vừa ao sầu bồn bỏ sợi dây rồi lý anh lại sòm nó cứ chỉ cứ thằng nào để cắt lá để sao tay sầm lấy nào máy nên lâu lâu nít sầm lấy nào máy phải lật lên chín năm một pon cùng bảy rồi sam sập để chập đào môn được bốn kia nó kia phải lật lên chín năm một pon cùng bảy rồi sam sập ba lực rồi bạn và ta kia phải lật được bốn nữa để prá phục vụ fiber để fiber nó cứ chồng chồng sầm dây từ lừa phục vụ cần nát cái co xa ra thiết để miền xa thiết sai đội bóng như này bạn cũng làm chẳng bạn đã đọc cao máu phải chụp bọn đi xong lại là máy kia phải là pi cực đá đá là o xa à hai cái đá nó miền xong mặt là pi cực nông ca chuộng tật trầm trời xong lấy mình ai phải là tây chứ xong lại là máy bàn đi bạn chẳng là bên đã được kịp xài thao ô xong lấy là máy miền cú tông rồi về rồi phải hỏi tới hai công pra bạn cũng bạn cú tông nữa vì sao ở bà rắn hai bảo bỏ ra chịu sạc máy ta xong lấy bạn giống bao sầm lấy ở nhà máy và lật pi sầm lấy nẹt và lật sầm lấy ở nhà máy nẹt lúa sầm lấy ở nhà máy nó mình score sầm lấy ở nhà máy thì còn score sầm lấy ở nhà máy nó thật say kia đi bạn giống sầm lấy ở nhà máy kia và lật pi cả đá hai sầm lấy ở nhà máy khá nắng ăn và lật pi cả đá là o đây cả đá on hai tay sờ tua cái nào đó tay sờ tua như thế là bên nào để chiêm được đâu vừa chiêm được đâu là bao sờ tay bên để mau mà đóng miên proman chi pram sờ pri bái bạn giống việc thua ở sầm lấy ở nhà máy chốt hai việc ai chiêm được hàng cầu mà bạn chẳng là bây giờ cái chìa tôi cầm cái thứ ấy cái plastic plastic nó đã tropi cầm sầm lấy là máy nữa mày bạn chẳng là bây giờ plastic bao phủ sầm lấy từ cất bỏ một mình là bây giờ dùng vô plastic dùng một sợi thắt tao sầm bốn được bọc luôn như mày đài anh nó cứ chụp ảnh hát đài sầm lấy từ cất chẳng mình mang trong tay sầm lấy là máy để dùng từ cất cú đi chẳng là bây giờ để dùng từ tinh sầm lấy là máy mà đong nó bạn
away the young mơ young mơ CE certificate របស់គេណាយើងមើលវិញ្ញាបនបត្ររបស់គេយើងមើលលេអៅបានន័យថាយើងមើលអំពីសត្វរបស់សម្លេងអនាម័យបានគ្រូបានពួកសម្លេងអនាម័យដែលល្អនោះអាចមានរហូតដល់7ទៅ8សត្វផងដែលគេដាក់វាមានតាមពីអិនញៀនការពីពពោះការជិតចូលនៃបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងបាទវាមានតាមពីសត្វដែលការពីខ្យល់មានសត្វនឹងការពីការលិចជ្រាបជាដើមអញ្ចឹងលុះត្រាតើវាច្រើនសត្វ7 8សត្វអញ្ចឹងណាបានវាតុបនឹងការលិចជ្រាបសម្លេងឈាមរដូវនេះមកក្រៅបាទបាទអញ្ចឹងបើសម្លេងអនាម័យប្រភេទអន់អន់ជួនកាលអ្នកខ្លះសួរប្រហែលសត្វខ្ញុំមិនដឹងប្រហែលសត្វអត់មានដាក់លេអោមិនអីអានឹងជាសម្លេងអនាម័យដែលបំផ្លាញសុខភាពស្បូនរបស់ស្ត្រីហើយបាទអញ្ចឹងស្ត្រីរងហើយគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាស្បូនគឺដោយសារតែសម្លេងអនាម័យហ្នឹងទីមួយអត់ដឹងអត់ស្គាល់គុណភាពសម្លេងអនាម័យបាទទី2អត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យខ្ញុំជាបរិសុទ្ធសំទោសនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាអត់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យជួនកាលរឿងខ្ញុំវិញទៀតបាទលោកគ្រូអាចចេះជាគេស្រីគេស្រីគេមិនចេះតើបាទគេចេះប្រើមិនបានក្លះសចាបាទលោកគ្រូបានយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ចេះប្រើសម្លេងអនាម័យហ្នឹងឲ្យបានល្អនៅឡើយទេការប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យស្ត្រីត្រូវយល់ត្រូវចាំថាសម្លេងអនាម័យដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់វាមាន3ប្រភេទខុសគ្នាបាទលោកគ្រូបានសម្លេងអនាម័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេលមករដូវពេលថ្ងៃវាផ្សេងសម្លេងអនាម័យគេប្រើប្រាស់ពេលមករដូវពេលយប់វាផ្សេងសម្លេងអនាម័យគេប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអត់រដូវវាផ្សេងប៉ុន្តែរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏ពេលម៉ោងនៃការប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យហ្នឹងគឺវាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរបាទលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាសម្លេងអនាម័យដែលប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃស្ត្រីដាច់ខាតត្រូវដូរ2ឬ3ម៉ោងម្ដងបាទតែមិនបានស្ត្រីត្រូវដូរ2 3ម៉ោង2ឬ3ម៉ោងម្ដងព្រោះនៅពេលដែលឈាមរដូវចេញមកពីក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឈាមរដូវនោះវាពោពេញដោយពពួកមេរោគអាក្រក់ព្រោះឈាមរដូវនោះវាគឺជាសាកសពនៃជីវិតញីដែលស្លាប់បានគ្រូបានមេជីវិតនេះទៅពេលដែលវាអត់បានបង្កកំណើតជាមួយមេជីវិតឈ្មោលវាងក់អញ្ចឹងវាងក់ស្បូនរបស់ស្ត្រីត្រូវរុញចេញមកក្រៅទៅជាឈាមរដូវអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាជាសាកសពហើយវាមិនមែនជាមិត្តយើងទៀតទេវាគឺជាសត្រូវរបស់រាងកាយនៅពេលណាដែលវាចេញមកលើសម្លេងអនាម័យហើយយើងຕົករយៈពេលយូរយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលថ្ងៃឡើងមេរោគនឹងបាក់តេរីងាយក្នុងការរួមនៅបំផុតអញ្ចឹងប្រសិនបើវារស់នៅវិញវាក្រោកឡើងវិញនៅពេល4ម៉ោងម្ដងបាទគ្រូបានចឹងស្ត្រីត្រូវដូរសម្លេងអនាម័យ2ទៅ3ម៉ោងម្ដងបាទដើម្បីកុំឲ្យអាមេរោគបាក់តេរីដែលនៅក្នុងឈាមរដូវនោះវាកម្រើកឡើងវិញរួចអានេះទី1បាទទី2សម្លេងអនាម័យដែលគាត់ប្រើប្រាស់ពេលយប់នោះគាត់ត្រូវដូរ3ទៅ4ម៉ោងម្ដង3ទៅ4ម៉ោងម្ដងគាត់ត្រូវដូរសម្លេងអនាម័យនឹងចោលបើសិនបើគាត់អត់ដូរចោលទេមេរោគនឹងបាក់តេរីនោះវាជារៀបវាឡើងមកវិញដូចគ្នាបាទលោកគ្រូបាទស្ត្រីជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យដូរនៅពេលណាដែលឈាមរដូវជោគសម្លេងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលជាមរដូវចូលសម្លៃបានគាត់ដូរចោលបើអត់ជោគទេគាត់អត់ដូរទេគាត់នៅប្រើប្រាស់បន្តអញ្ចឹងបាទនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយតដាបាទទី3ស្ត្រីជាច្រើនមិនបានប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យនៅពេលដែលគាត់គ្មានរដូវទេអញ្ចឹងគាត់អត់មករដូវគាត់ប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យដែរតែនៅពេលដែលគាត់មិនប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យនៅពេលដែលគាត់អត់រដូវហ្នឹងគាត់ក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងសម្លៃអនាម័យដែលអត់មានគេប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអត់មករដូវហ្នឹងគឺសម្លៃអនាម័យប្រភេទតូចស្ដើងសម្លេងអនាម័យនោះត្រូវដូររៀងរាល់4ទៅ5ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងសួរថាតើវាមានសារៈសំខាន់អីដែលប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យនៅពេលដែលអត់រដូវបាទលោកគ្រូបាទស្ត្រីជាច្រើនតបមកខ្ញុំវិញថាលោកគ្រូអីឲ្យប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យរហូតអញ្ចឹងអើទៅលោកគ្រូអីចំតោះបាទខ្ញុំជាស្រីប្រើទៅលំបាកណាស់បាទលំបាកដោយសារតែសម្លេងអនាម័យនោះវាអន់បាទវាអត់មានខ្យល់ចេញចូលយើងទៅធ្វើមិនប្រើបានយូរបាទអូសម្លេងអនាម័យនោះយកមកដល់វាធ្វើពីកស៊ូហប់ណែនប៉ែប្រើនេះកើតបាទគឺសម្លេងអនាម័យដែលល្អទោះបីជាយើងប្រើប្រាស់រៀងរាល់ពេលក៏ដោយវាអត់បញ្ហាទេសួរថាម៉េចបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យសម្លេងអនាម័យមិនត្រឹមតែជាអ្នកបឺតយកឈាមរដូវឬក៏ជាអ្នកទប់ឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីទេសម្លេងអនាម័យក៏ជាទ្រនាប់ការពារស្បូនយ៉ាងល្អផងដែរបាទលោកគ្រូបានបងប្អូនស្ត្រីដឹងហើយថាស្បូនរបស់ស្ត្រីជាសរីរាង្គចំហដែលងាយទទួលយកទៅពពោះមេរោគនិងបាក់តេរីបំផុតបាទគិតថាខោដែលកំពុងស្លៀកនឹងល្អណាស់ទៅបាទអេខ្ញុំគួរល្អចំហាលថ្ងៃបានល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមានទូលីអត់ក្នុងបរិយាកាសមានទូលីអត់បាទចឹងនៅក្នុងទូលីនឹងមានមេរោគអីខ្លះដឹងអត់ចូលបើអត់ដឹងទេកន្លែងនោះហើយដែលជាហេតុផលដែលខ្ញុំតែងតែណែនាំឲ្យស្ត្រីប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យរៀងរាល់ពេលបាទគួរជាបាត់រដូវក៏ដោយដើម្បីជាទ្រនាប់ការពារស្បូនហ្នឹងនឹងការប៉ះពាល់ពីបរិយាកាសក្រៅបាទប៉ុន្តែរបៀបនៃការប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងត្រូវមានម៉ោងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យបានល្អហើយបើមិនអញ្ចឹងទេស្បូនរបស់ស្ត្រីនឹងមានបញ្ហានេះខ្ញុំនិយាយតែសម្លេងអនាម័យឯងនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងស្បូនស្ត្រីរួមទាំងទឹកអនាម័យដែលស្ត្រីកំពុងប្រើ
รวมแต่ตึกได้สตรายโยปรามาเลี้ยงสมาร์ทสบูนรวมแต่ได้ได้สตรายโยมาเลี้ยงสมาร์ทสบูนรวมแต่อนาคตไม่มุ่งกล่าวการรวมเพศชิดามอันนั้นสตรายจิตกับตาจำปั้นได้สตรายนั้นเราโยดังอันปีปัญหาอนาคตสบูนบาลครูบันกลายนั้นโยมเนตัลครูพิชญ์จูนปองคลายมวยเตอร์กลายแก่พันธุ์รูปสตรายบ้านโอ้สตรองกุยตุ่มร้องชูมังจังยมกระทำมือสไลมีปัญหารูปไตรนังตราเหมือนกันเจ็บสปรามเบียร์ร้อยสไลมีนดาดากระปงตาในกัมพูชีนั่งมีปัญหาบ้านให้มือที่ลูกครูการฉนอนนั่งยมถือการเงียบากลางไอรงจะไปยมเติมตุกดองดองยมเคยกวาดด้วยเจอมีการควักคาดดังดูก็เชิญดังไอ้ก็โยอากันอากันนั้นตายก็กัดนั่งก็โยมมูลมูลเขายังเคยยังเคยดังแต่ก็โยมมูลดำไปเถื่อนดำไปก็ดักนักทงสมรามยังมือเติมเคยแต่ก็โยมปราปราจุกท้าวิปปะสกเพียบกดเหมือนเต้นลูกครูวิปัญหาหนึ่งก็ถ้าเปิดกันนัดในบ้านปราปราน้องชาชาบีมุนก็กดปราได้บ้านกาปีสมัยปัวสมัยนามัยผลัดในชนะมาปอนผมใบรอยสามซับจังมุนชนะมาปอนผมใบรอยสามซับหรือก่อนในครั้งชนะมาปอนผมบุญรอยเชียงในสกมาบ้านสตรายในตามชนบทกดมันดังปีกาปราปราสมัยนามัยเต้กดบ้านกดปีกาปราปราสมัยนามัยเต้บ้านกดมีนรูปเบี้ยในการไทยตอมสบุญแบบนี้กดอายโยกมาหรือก็สรองบ้านครูสรองสะอาดทำไมนึกกดโยมมาเชียงกัดเชียงประเทศเตี้ยหายกดบอดเบียชิบนัดนัดบ้านตรงบอกกดหายตัวมากดปลาปลาหนังลังวิ่งตามอยากกาคู่สำอางกาคู่สำอางนั่งกดมันบานปลาปลาสบู่ด้วยกดปลากาคู่สำอางได้ตึกใดโอ้ยแล้วเป็นแต่กดคู่สำอางได้ตึกใดหายสตรีมาจิบดุนกดปลาปลาชนางอดชนางอดผีดามคือชนางอดคิวรุมมอนยี่บ้านปลาหนังนั่งต้นกระดาษกันบ้านหายเยื่อสัวก้อนกาบิคไม่ไม่ยิ่งสัวกระดาษนั่งใส่เกล็ดกระดาษนั่งกระดาษชุดม้วนกระดาษนั่งกระใสกระใสได้ชุดม้วนบ้านกระใสได้ชุดม้วนตอนนั้นผมได้กระใสได้นั่งกระเทือนพี่สะร้องไปไหนบ้านครูแต่ตอนเยอะจะได้เยอะคุ้มไม่คุ้มไม่ได้เยอะผมเซอร์จับร้อมเรื่องนั้นได้บ้านตอนมาเลยตั้งท่าโอ้ไว้เด็กก้อนกับพวกเด็กพวกนุ๊กกู้เชี่ยสมัยอนามัยสมัยดุบ้านครูบ้านเด็กก้อนปลาปลาแจ้งก้อนมีนอนามัยครูป้อนเขาสตรายปิดดามตุกใบจีก้อนมุดตึกตึงกระดาษตึกบังกระดาษตึกตะเลกระดาษก้อนอันมีนปัญญาสบูนเดบ้านแต่สตรายปัจจุบันมีนได้ซาตาสตึงบังตะเลหรือบ่อยยื้อก้อนท่าไล่ได้สตึงบังตะเลส่งใบจะตึกได้ใจมีบารูปในร่างไงนี่ก้อนมีนสถิติมีได้ทั่วเอาสตรายมีนปัญญาสบูนได้บ้านครูบ้านพอหนังหัดได้ยื้อตายแต่ในนอมสตรายมาจุ่มนุ่นเอาก้อนปลาปลาแคนซอฟเทนเนอร์แคนนี่ซอฟเทนเนอร์นั้นคือจีบมปงบมไหลตึกมวยยังละอ๋อสำหรับสตรายหายคือสำหรับปราบปรามวินาศน้องประตูตึกได้เหมือนปราบปรามกิสณีนี่ไปช่วยเอาสตรายนั้นเลี้ยงสำอางสบู่รบกวนเอามีนต่อจากพิมพ์กำรัดไปฮะในคลองสบู่สตรายจิตตู้เต้เหมือนโยนปีกำรัดอาศิษย์ในคลองสบู่หรือก็กำรัดพีเอจะรบกวนตึกกำรัดในคลองสบู่นี่มิฉะนั้นเป็นในก้อนอ่อนโยนปีกำรัดอาศิษย์ในคลองสบู่นั้นหายได้ก้อนปราบปรามตึกอนามัยเขาบ้านครูบ้านตึกอนามัยก็จะคิดตะกอละออนหาได้ขนมการสำหรับสตรีเราสั้นบาสตรีมันโยนดังอัมพีกับรัดไปห้าหรือกับพีเอรบัตตึกดมอันในขนมสบู่บ้านก็โยนดังนั้นก็มีปัญหาได้บ้านครูสำคัญครูติดสารสนุยังจะอ่านไหนตอนบ้านอ่านสนุบอกเปรมเตบ้าเปรมเตอปมาณปองไปเชื่อประตองคณีไอกระปงตันตันในการไล่ตัวในทีวีออนไลน์เคยสมุยกบันต่อเติมวิจุปัด FM 89.7 MHz เปรมตองเนี่ยอาจจะเจ้าจีสมนูตามอย่างเล็กรูสับกบันปัดโซนดับประมุยประมใบมาภัยปีประมใบมาภัยใบโซนหกสับประมใบมาภัยปีประมใบมาภัยใบหนึ่งโซนกายสับประมบุญประมใบมาภัยปีหนึ่งประมใบมาภัยใบให้ปอบเอาน้องนี่ก็อาจจะคอมเมนต์ติดตามการไลน์นี้ฟังได้ให้ยังจับตามสมนูดับโป่งเกือบ้านมาปีปัดบองผ้าตาการเทเลสอบานนามุยได้กูเอาบารมพอดสำหรับสตรีการเทเลสอบอสตรีได้ชุมลือกลางเหมือนเจ้าบิชาร์ใจใบดำหนักกาลบานดำหนักกาลที่มุ้ยคือการเทเลสอเดือดเบียนปอสอบานดำหนักกาลที่มุ้ยในการเทเลสอเดือดเบียนปอสอนั้นสตรีมันใส่จิตควอด้วยการเทเลสอนั่นเองบานรวมมีอตอนมีการรุมคานคลางคล้าเนี่ยบานสตรีมันตอนมีการชินตลอดการสปึกยืงมันตอนชินตลอดการสปึกบาลมันตอนมีปัญหาคลั่งในครองริงกายดิบาลครูบาลพอปีดำหนักการที่มวยเท่าไปเชียนบาลดำหนักการที่ปีให้มาดำหนักการที่มวยดำหนักการที่ปีเขียนทรงอยู่เบียดท่ามันมีนะนะมันได้อายกับนอตบานดิบาลครูบาลปวดจงการไปเชียนปีดำหนักการที่มวยดำหนักการการที่ปีตราบแต่สามสิบไงหรือก็ใส่สปรามไงหรือก็จงการดาวหกสิบไงยังไงวิอาศัยแต่หนังอติปนในการโคขาดสมบูรณ์หรือบาสตรายบาลครูบาลเชียนโจดำหนักการที่ปีสอนไปจับดาวมีนปอลสบเอาบ้านริคิวรึงลืมติดเต้นนะบ้านแต่ซาแต่เชียมได้รอดในครั้งที่สมบูรณ์นุ่งช้าจังไปจับดาวมินปอเรียง
ខ្យល់បន្តិចរៀងលឿងបន្តិចទៅប៉ុន្តែចាប់ដើមមានក្លិនតិចតិចបាទចុះទៅពេលដែលចាប់ដើមមានក្លិនតិចតិចស្ត្រីចាប់ដើមមូលបាវស្ត្រីចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អហើយស្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងចាប់ដើមស្ពឹកក្បាលស្ត្រីមួយចំនួនចាប់ដើមស្ពឹកជើង យកឡើងចាប់ដើមលោកបាក់មើលស្វាងភ្នែកបាទលោកគ្រូបាទហើយហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមស្បែករបស់គាត់ចាប់ដើមរាវប្រផេះឬខ្មៅ បាទលោកគ្រូចានៅដំណាក់កាលទី2នៃការធ្លាក់សបាទដំណាក់កាលទី3នៃការធ្លាក់សសនឹងចាប់ដើមមានពណ៌ថ្នោតហើយមានក្លិនខ្លាំងនៅពេលនោះស្ត្រីចាប់ដើមស្ពឹកជើងជើងទី2ដល់ទៅស្ពឹកស្ពឹកយកឡើងជាទូទៅលង្កិតមន់បាទរបស់គាត់ស្ពឹកហើយមានអារម្មណ៍ថាស្មុកស្មាញមែនទែននៅក្នុងរាងកាយនេះបាទលោកគ្រូចុះឈានដល់ដំណាក់កាលទី3នឹងហើយស្ត្រីចាប់ដើមឈប់ធ្លាក់សបន្តែមានគីនៅក្នុងស្បូនបាទគីនោះអាចឈានដល់ការកាត់គីមហ